Chào các con, cô Hoàng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài học trang số 21. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các con bài Ragtime Ruggles. Ở bài này thì chúng ta chỉ ôn lại những phần nốt nhạc mà chúng ta đã học phía trước thôi. Và bây giờ thì cô sẽ lấy nhịp đều của nhịp 4/4 và cô sẽ đọc tên nốt hướng dẫn cho các con. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Do, Re, Hai, Mi, Re, Hai, Đô hai, rê hai ba bốn, rê hai ba bốn, đô si hai, là si hai, đô hai, si hai ba bốn, si hai ba bốn, đô rê hai, mi rê hai, đô hai, đô rê hai, mi rê hai. Đô hai, mi rê hai, đô rê hai, mi hai, đô hai ba bốn, đô hai ba bốn. Như vậy cô Hoàng Vân vừa hướng dẫn xong cho các con phần đọc nốt nhạc của bản nhạc này. Bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn cho các con cách chơi ở trên phím. Các con cùng quan sát nhé. Ở bài Ragtime Ruggles thì chúng ta sẽ đặt tay ở vị trí đô trung tâm và dòng đầu tiên chúng ta chơi tay phải trước này. Dòng thứ hai thì các con tay trái vị trí đô trung tâm và chúng ta sẽ ứng dụng nốt đô si la ở khóa pha. Rồi như vậy lại tiếp tục đối với khóa son. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các con từng dòng một và ở tốc độ chậm nhé. 1, 2, 3, 4, đô, rê, hai, mi. Giờ thì cô sẽ chơi cùng với lại nhạc ở tốc độ chậm nhé. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Thank you.
bài Ragtime Ruckus. Ở bản nhạc này, chúng ta lưu ý về nhịp là chúng ta sẽ chơi nhịp 4-4. Chúng ta đặt tay phải và tay trái xen kẽ nhau để chơi những chỗ đối với khóa son và khóa pha nhé. Về vị trí nốt thì các con học cho cô vị trí nốt được ghi ở trên bản nhạc để chúng ta phân biệt được nốt nhạc thật nhanh đối với lại khóa son và đối với khóa pha, các tên nốt do re mi và do si la. Và chúng ta cũng luyện tập với nhạc beat, chúng ta lưu ý là chúng ta cần phải luyện cho bản nhạc này tốc độ đều trước khi các con ghép với lại nhạc. Đối với nhạc chậm thì chúng ta luyện cho thật tốt rồi chúng ta mới được chuyển lên nhạc nhanh. Và cuối cùng thì các con nên học thuộc bài nhé. Khi chúng ta học thuộc bài và chúng ta chơi thì nó sẽ tốt hơn và mình cảm nhận được tiếng đàn của mình cũng như là nhịp phách tốt hơn đấy. Cô chúc các con luyện tập bản nhạc này thành công. Chào tạm biệt các con.